Sau tuổi 50, có 3 chỗ không nên đến và 7 thứ cần buông bỏ. Kính thưa quý vị, ở ngưỡng tuổi 50 đầy quan trọng, những ai may mắn thì đã xây dựng được nhiều thứ cơ bản xung quanh, có thể là hoàn cảnh gia đình hoặc công danh sự nghiệp. Thế nhưng, đây cũng là độ tuổi quá khó khăn nếu chẳng may để mất tất cả và phải làm lại từ đầu. Do đó tuổi 50 cần lắng nghe điều này để chuẩn bị cho mình một tâm thế thật vững vàng, đối mặt với sóng gió cuộc đời. Nếu làm đúng, làm đủ, nhất định sẽ bình an. Đi quá nửa đời người, nếu vẫn còn vơ vào mình những việc này, bạn chắc chắn sẽ thiệt đơn thiệt kép. Người bước qua tuổi 50, cuộc đời cũng bước sang một giai đoạn mới. Lúc này sức khỏe không còn cho phép bạn muốn làm gì là có thể làm như trước. Cuộc sống đua tranh giành công danh lợi lộc xô bồ cũng không còn phù hợp. Lúc này thì gia đình, con cái mới là quan trọng nhất. Cuộc sống đạm bạc yên bình mới là chân ái. Muốn cuộc sống nửa đời sau được an nhàn hạnh phúc hơn, trước tiên cần phải nói không với 7 việc này. 1. Oán hận. Lòng thù hận, căm phẫn ngăn cản chúng ta hưởng thụ những niềm vui vốn có trong cuộc sống. Khi lòng oán hận tích tụ lâu dài, nó có thể biến thành nỗi ưu phiền và bất an, hủy hoại sức khỏe thể chất và tinh thần. Đến khi ấy, không ai khác ngoài chính bạn là người phải chịu tổn thất và thiệt thòi nhiều nhất. Nghiên cứu y học cũng chứng minh rằng lòng khoan dung có thể bồi dưỡng nên những mối quan hệ giao tiếp tích cực, giúp tinh thần thăng hoa lên một tầm cao mới, giảm bớt gánh nặng âu lo và áp lực, đồng thời giúp hạ huyết áp và giảm tỷ lệ lạm dụng rượu, thuốc. 2. Tranh cãi. Tranh cãi không thể giúp bạn giải quyết được vấn đề. Nếu bạn nghiện tranh cãi, phân bua với người khác, dù bạn có cãi thắng thì cũng chẳng có được cảm xúc tốt đẹp của đối phương. Cách để giành thắng lợi thực sự chính là không tranh cãi. Những người bước qua tuổi 50 càng nên biết đặt cái tôi của mình xuống, sẵn sàng nhường nhịn, thỏa hiệp. Như vậy thì tâm hồn mới thanh thản và an vui. 3. Chờ đợi. Đối với người ngoài 50 tuổi, xin đừng chờ đợi cái gọi là thời cơ tốt nhất. Nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, muốn đi du lịch thì hãy đi du lịch. Những chuyện muốn làm thì nên làm ngay tức khắc, đừng trì hoãn. 4. Ăn uống vô độ. Cùng với sự gia tăng tuổi tác, các cơ quan trong cơ thể cũng dần không còn linh hoạt, phát triển tốt như trước đây nữa. Lúc này, quá trình trao đổi chất bắt đầu diễn ra chậm chạp hơn. Lượng calo cơ thể tiêu thụ trong một ngày dần dần giảm đi. Nếu còn thêm chế độ ăn uống không lành mạnh, sẽ càng làm cho cơ thể tăng cân mất kiểm soát, đồng thời còn kéo theo rất nhiều vấn đề xấu về sức khỏe. Cách duy nhất để mà cải thiện vấn đề này rất đơn giản, đó là cố gắng duy trì cân bằng lượng thức ăn hàng ngày và tạo thói quen vận động có quy luật, nề nếp. 5. Lấy lòng tất cả mọi người. Trong xã hội hiện nay, chúng ta ai cũng muốn được người khác đón nhận và yêu mến. Ngoài kỹ năng ăn nói khôn khéo thì chúng ta cũng phải biết dùng vài kỹ xảo nhỏ để mà giành được sự yêu thích của nhiều người. Đặc biệt là trong một xã hội mà ở đâu cũng cần có mối quan hệ như ngày nay. Tuy nhiên, với những người đã bước qua tuổi trung niên, hãy loại bỏ lối suy nghĩ tìm cách lấy lòng tất cả mọi người. Dù đôi khi việc phải nói lời từ chối không hề dễ dàng, nhưng cuộc đời là của mình. Chúng ta không có thời gian dư thừa để cố gắng đi lấy lòng tất cả mọi người. Làm như vậy, người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là bản thân chúng ta. Hà cớ gì phải làm khổ mình như vậy khi ta đã đặt chân lên con dốc bên kia của cuộc đời. 6. Nói xấu người khác. Có câu nói thế này: nếu không có điều hay để nói thì đừng nói gì cả. Khi bất chợt phát hiện bạn bè nói xấu sau lưng mình, cách khôn ngoan nhất đó là dùng tấm lòng quảng đại, vị tha để mà đối đãi lại với họ. Có như thế, bạn và người khác mới có thể hóa giải hiểu lầm, đồng thời gây dựng cho mình nhiều tình bạn tốt đẹp hơn. 7. Theo đuổi thành công trong công việc.
Định nghĩa về thành công thì vô cùng vô tận, nhưng phần lớn mọi người thường định nghĩa về thành công trong khía cạnh công việc và sự nghiệp. Nhưng họ đâu biết tiền tài và quyền lực dù có nhiều tên mấy cũng không thể mua được niềm hạnh phúc thật sự. Tuổi 50 là thời điểm hoàn hảo để mà thay đổi lối suy nghĩ cũ kỹ này. Sống sao để được nhìn con cái trưởng thành hạnh phúc, có thể biến cuộc sống trở nên ngập tràn tình yêu, để bất cứ ai nhìn thấy bạn cũng dễ dàng nở nụ cười. Đó là một tầng định nghĩa khác của sự thành công. Đọc xong 7 việc nên buông bỏ này, bạn ở tuổi 50 lĩnh hội được điều gì? Chín câu độc miệng cha mẹ không nên nói với con cái, kẻo hối hận cả đời. Kính thưa quý vị, cha mẹ thì hầu như ai cũng thương yêu con cái của mình. Tuy nhiên thì mỗi người lại có cách yêu thương con cái khác nhau, không ai giống ai. Có 9 câu cha mẹ tuyệt đối không được nói với con, kẻo hậu họa khó lường. Mẹ ghét công việc của mình, con sẽ không bao giờ thay đổi cả, là những câu cha mẹ không nên nói với con cái. Những lời nói vô ý của cha mẹ có thể gây tổn thương cho trẻ nhỏ. Hầu hết các cha mẹ đều mắc phải sai lầm này. Đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể biết cách chọn lọc thông tin, và chúng tin rằng tất cả những điều đó là thật. Chúng sẽ bắt đầu học theo hành động của cha mẹ, và các câu nói ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 1. Mẹ không tin con. Bạn muốn tạo nên sợi dây liên kết với con cái để có thể tìm hiểu các vấn đề của trẻ và bảo vệ chúng khỏi các khó khăn trong cuộc sống. Điều đầu tiên bạn cần làm là hãy lắng nghe tâm sự của con và tôn trọng chúng. Những câu nói như "con đang nói dối" hoặc "mẹ không tin con đâu" sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Đứa trẻ không chỉ mất lòng tin ở bạn, mà lần sau chúng sẽ giữ bí mật, không nói cho bạn biết. Đến khi mà đứa trẻ cần sự giúp đỡ, chúng cũng không tìm tới bạn để mà xin lời khuyên nữa. 2. Con hãy ra khỏi nhà và đừng bao giờ quay về đây nữa. Đe dọa không phải là cách phù hợp cho cuộc trò chuyện giữa bạn và con. Nếu đứa trẻ thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, chứng tỏ chúng đang rất căng thẳng. Đôi khi bạn bất cần buông ra những câu nói như là "con hãy ra khỏi nhà và đừng bao giờ quay lại gặp mẹ nữa" sẽ chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng của đứa trẻ và khiến chúng cảm thấy không an toàn khi ở nhà. Thay vì để cuộc tranh luận kéo dài quá lâu và đi vào bế tắc, tốt hơn hết bạn nên bảo đứa trẻ bình tĩnh lại và dừng cuộc nói.